Dê tấn công diều hâu giải cứu cho gà mái. Trong đoạn video, một con diều hâu đáp xuống trang trại và bắt lấy một con gà mái. Phát hiện đồng loại gặp nguy hiểm, một con gà trống liền chạy tới giúp. Tuy nhiên, con gà mái chỉ thoát được khi con dê lao đến, húc liên tục vào kẻ săn mồi khiến nó sợ hãi bay đi. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần.